Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lato Z và mình lại là Minh Cận đây. Ở Hà Nội thì chuẩn bị đón những cái đợt không khí lạnh nó quay trở lại, còn mình thì cũng vừa mới đón được thông tin rất là hot của một chiếc máy trong năm 2021 vừa rồi. Và hôm nay thì mình sẽ muốn gửi đến các bạn bài review về chiếc máy này. Mình đã việt sắp lại tiếng Anh của những anh Trung Quốc, thế nên là nếu còn nó có gì mà hơi thiếu sót một chút thì các bạn bỏ qua nhé. Và ngay sau intro bây giờ thì sẽ là thông tin về chiếc Lenovo Legend 5 2022. Bây giờ thì intro. Và mặc dù Legend 5 2022 thì hiện nay đang chưa có mặt ở thị trường Việt Nam, tuy nhiên thì nếu như bạn đang quan tâm đến bất kỳ một mẫu laptop gaming nào thì hoàn toàn có thể tham khảo tại trang web laptopaz.vn với cái mức giá nó rất là ưu đãi. Link cũng như chi tiết thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Đầu tiên để nói về chiếc Legend 5 năm 2022 năm nay thì khi mà mình xem video review của những người bạn Trung Quốc này thì mình thấy là cái ngoại hình của nó sẽ không thay đổi quá là nhiều. Nó sẽ chỉ có một số những thay đổi nhỏ thôi, ví dụ như là ở hai cái phần khe gió tản nhiệt hai bên ấy thì năm nay nó sẽ được thay đổi cái hình dáng nó khác đi một chút và cái khe gió nó cũng sẽ nhỏ hơn một chút so với phiên bản năm trước. Phần hai khe gió tản nhiệt phía sau thì nó sẽ được làm lồi ra hơn so với lại cái phần để chúng ta có thể cắm cổng kết nối. Và các cổng kết nối thì năm nay sẽ được đặt ra phía sau cũng nhiều hơn so với năm ngoái. Và về kích thước thì năm nay chiếc laptop của chúng ta sẽ mỏng hơn so với kích thước của năm ngoái một chút. Cụ thể là năm nay thì chiếc Lenovo Legend 5 này nó chỉ có độ dày rơi vào khoảng là 19,9mm, có nghĩa là thiếu đúng 1mm nữa thì mới được 2cm. Về chất liệu hoàn thiện thì năm nay đã có một cái sự thay đổi nho nhỏ khi mà mặt nắp lưng của máy năm nay thì sẽ được hoàn thiện từ nhôm. Cái điều này thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ chính thức đánh dấu cho việc là năm nay Legend 5 nó đã trở thành một chiếc laptop có phân khúc là tầm trung. Và Lenovo IdeaPad Gaming 3 thì bây giờ nó sẽ là laptop phân khúc phổ thông của nhà họ Lê luôn. Và năm nay thì có thể thấy là Legend 5 nó sẽ đánh nhau trực tiếp với lại những cái đối thủ tầm cỡ, ví dụ như là Helios 300. Và đang nói dở đến cái phần hoàn thiện cũng như là cổng kết nối thì mình sẽ nói luôn, đó là năm nay thì chiếc Lenovo Legend 5 này có cái số lượng cổng kết nối mình thấy nó cực kỳ là kinh dị. Mình phải dùng từ kinh dị bởi vì là năm nay chiếc laptop này cung cấp chúng ta đến là 3 cổng USB Type A và 3 cổng USB Type C. 3 cổng USB Type C này thì tất cả đều sẽ hỗ trợ DisplayPort, trong đó thì sẽ có một cổng USB Type C, nó sẽ là Thunderbolt 4. Với cái số lượng cổng kết nối dồi dào như này thì ngoài ra nó vẫn sẽ còn thêm cho chúng ta đó là cổng cắm tai nghe này, cổng nguồn này, cổng mạng LAN Raspberry 45 và cổng HDMI nữa. Và với cái số lượng cổng nó nhiều và đa dạng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là có thể kết nối rất là nhiều thiết bị ngoại vi mà chúng ta không hề lo tới việc là chúng ta sẽ bị thiếu cổng hay là phải mua thêm hub chuyển đổi như gì cả. Và tất cả những cái cổng ở trên chiếc laptop này thì nó cũng đều là những cái cổng rất là chất lượng rồi. Và một cái lưu ý nhỏ nữa là một cổng Type-C của chiếc laptop này nó cũng hỗ trợ sạc lên đến là 135W luôn. Nếu như các bạn đi ra ngoài làm những công việc nhẹ nhàng thì có lẽ là các bạn sẽ không còn cần phải mang cái sạc 230W to nặng của Lenovo đi nữa. Chúng ta chỉ cần một cục sạc khoảng độ nho nhỏ khoảng độ 100-135W là cũng có thể sạc cho chiếc máy này rồi. Về màn hình của chiếc laptop này thì mình đã có tìm ở trên trang PSRep của Lenovo thì mình thấy rằng là năm nay chúng ta sẽ có 3 option màn hình khác nhau. Tuy vậy thì có một điểm chung đó đều là cái màn hình 15,6 inch với tỷ lệ là 16:9. Đầu tiên chúng ta sẽ có một phiên bản đó là màn hình Full HD 165Hz màn đẹp. Màn hình Full HD 60Hz cũng có phổ màu đẹp và cuối cùng sẽ là một màn hình WQHD với tần số quét là 165Hz và đương nhiên rồi, cũng sẽ là phổ màu đẹp luôn. Và mình nghĩ là cái phiên bản Full HD 165Hz sẽ là cái phiên bản mà về Việt Nam nhiều trong tương lai. Còn hai phiên bản kia thì có lẽ là cũng sẽ về nhưng với số lượng ít hơn và chúng ta có thể sẽ là mua những chiếc laptop xách tay để có được cái phiên bản đó là Full HD 60Hz. Về cấu hình thì năm nay Lenovo i7000P tức là Lenovo Legend 5 ấy, nhưng mà ở thị trường Trung Quốc thì đang có cái mức cấu hình max lên đến đó là phiên bản card RTX 3050 Ti 95W. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn thêm hai cấu hình cao hơn đó là 3060 và 3070 Ti. Tuy nhiên thì hiện nay mình cũng đang chưa thấy có thông tin review và cũng chưa biết là thị trường nào bán cái phiên bản này. Thế nên là mình sẽ gửi đến các bạn thông tin về hai phiên bản này ở những cái video sau nếu như chúng ta có cơ hội trên tay hoặc là tìm được thông tin. Và CPU thì năm nay nó sẽ được cải thiện lên đó là sẽ sử dụng CPU H-Series ở thế hệ thứ 12 của Intel. Còn phiên bản AMD thì mình cũng chưa thấy có sự xuất hiện luôn. Các anh bạn người Trung Quốc thì cũng đang review phiên bản Intel của chúng ta. Và cái phiên bản mà đánh giá trong video này thì cụ thể nó đang sử dụng con chip đó là i5-12500H với lại card đó RTX 3050. Với cái hiệu năng của cái thành phần linh kiện này khi mà chúng ta cho chạy những cái bài bên CPU ấy thì nó sẽ thấy được là 12500H nó đem lại chúng ta một cái sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều so với các người anh em tiền nhiệm. Cụ thể ở đây đó là người anh em 11400H. Và tùy từng bài test thì con CPU 12500H nó sẽ cho cái sức mạnh chênh từ 10 cho đến là 25% so với lại 11400H. Có thể thấy là năm nay về phần sức mạnh CPU có lẽ là Legend 5 nó sẽ được cải thiện một cách tương đối đáng kể. Tuy nhiên thì mình có một câu hỏi mà mình nghi vấn mình đặt ra luôn ngay lúc xem video. Đó là với việc là GPU khi mà họ không có sự nâng cấp nhiều thì sức mạnh khi chúng ta chơi game hoặc là ban những cái bài về GPU thì nó sẽ như thế nào? Thì may quá, anh bạn người phương Bắc này có ban GPU luôn. Kết quả của bài ban GPU thì thực sự là nó
đúng như mình dự đoán, đó là nó sẽ không đem lại chúng ta nhiều những cái sự khác biệt lắm. Nó vẫn sẽ chỉ là cái con 3050 của năm ngoái mà thôi. Thế nên là sức mạnh của Legend năm nay mình tiên đoán rằng nó sẽ được cải thiện chủ yếu nhờ việc tăng số watt điện khi mà chạy những con card đồ họa này, nhờ việc là hãng túi driver cũng như là nhờ việc là hãng đã có sự nâng cấp CPU mà thôi. Còn nếu mà sức mạnh về GPU chắc chắn là sẽ không có nhiều sự thay đổi đáng kể. Cụ thể thì khi chúng ta chơi game ở độ phân giải Full HD thì mình thấy là anh bạn này có test khoảng độ đâu đấy là 4-5 game đấy, thì mình sẽ cho hiện lên màn hình cho các bạn xem luôn. Nhưng mà mình chỉ về sắp được có mỗi 2 game thôi, đấy là CSGO với Shadow of Tomb Raider. Đối với CSGO thì khi mà chơi ở độ phân giải là Full HD chúng ta vẫn sẽ đạt đâu đấy là trên khoảng độ 300 FPS. Và Shadow of Tomb Raider với 2 setting chúng ta vẫn sẽ đạt cái mức FPS đó là 60 FPS. Khi mà nâng độ phân giải lên 2K thì CSGO sẽ đạt được trên 165 FPS, có nghĩa là nó sẽ không tụt xuống dưới cái mức tần số quét của màn hình, nên là vẫn có thể rất là thoải mái dành cho những cái bạn nào mà muốn hardcore ở cái tựa game bắn súng này. Còn về Shadow of Tomb Raider thì bây giờ nó đã tụt xuống còn khoảng độ đó là 40 FPS mà thôi. Nhìn chung thì với cái số lượng FPS và cái hiệu năng như này thì rõ ràng là chúng ta có thể khẳng định được một điều là hiệu năng của Legend 5 ở trong những cái tựa game khi mà chúng ta bật max switch lên này, hay là khi mà chúng ta chơi những cái tựa game mà nó ăn nhiều vào các đồ họa ấy, thì thực sự chiếc laptop này nó chưa có sự nó có sự cải thiện nhá, nhưng mà nó chưa có cái gì gọi là vượt trội lên so với phiên bản năm 2021 cả. Nên là đến đây thì mình cũng có một lời khuyên cho các bạn luôn, đó là thời điểm này nếu như các bạn mà đang phân vân là đợi hay là không ấy, thì mình nghĩ là không nên đợi. Có đợi thì đợi bản 3070 Ti, còn 3050, 3060 thì có thể mua luôn Legend của 2021 cũng được. Tiếp đó là một chút đánh giá sơ qua về tản nhiệt. Thì mình thấy rằng là khi mà anh bạn người tàu của chúng ta có bung cái ống đồng ra ấy, thì mình thấy bung chiếc máy này ra ấy, thì mình thấy là cái số lượng ống đồng cũng như là cái lượng heat pipe hay là cái airflow của chiếc laptop này thì nó cũng không thay đổi gì so với bản 2021 cả. Có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ lòng tản nhiệt nó là giống hệt. Cộng với việc là năm nay chiếc laptop nhỏ hơn thì tản nhiệt của chiếc máy này nó đang hơi bị nóng hơn chút so với năm ngoái. Theo video cụ thể thì GPU nó sẽ ăn gần tới 90W điện và nhiệt độ sẽ lên đến khoảng độ là 80 độ C. Khi chơi game thì CPU sẽ ăn từ 50-60W, loanh quanh khoảng tầm 80-84 độ, nhưng mà mình thấy là vẫn có lúc nó sẽ nhảy lên khoảng độ 95-96 độ. Còn khi chạy những cái bài Fermat, có nghĩa là những cái bài stress test ấy, thì CPU lúc này khi mà ăn 90W thì sẽ có mức nhiệt độ là 96 độ. GPU khi mà ăn 95W thì cũng có mức nhiệt độ là 96 độ luôn. Còn khi mà stress test cả hai linh kiện này chạy cùng lúc với nhau thì CPU sẽ ăn là 72W, GPU là ăn 80W, nhiệt độ lần lượt sẽ là 96 cũng như là 82 độ C. Nhìn chung thì năm nay tản nhiệt của Lenovo Legend 5 có thể nói là nóng hơn năm ngoái. Tuy nhiên với việc là nó nóng hơn không quá nhiều, vẫn nằm ở trong cái mức chấp nhận được và máy của chúng ta đang mỏng đi hơn so với năm ngoái. Năm ngoái mình nhớ là nó sẽ có độ dày khoảng độ 2,2 cm, năm nay nó chỉ là 1,9 cm thôi. Thì điều đó là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được và mình nghĩ là nên đánh đổi để chúng ta có một cái độ di động hơn của chiếc Lenovo Legend 5 này. Ngoài ra về tiếng quạt thì khi tiếng quạt của chiếc laptop này nó chạy max thì nó sẽ có tiếng quạt mà các anh pháp sư Trung Quốc có đo được vào là khoảng độ 50 dB. Thì cái 50 dB này mình cũng không biết là diễn tả như thế nào vì bản thân mình cũng không được nghe thử cái tiếng quạt ở trong video review đấy. Thế nên là nếu như mà có cơ hội cầm máy trên tay, sau này chúng mình sẽ có thể so sánh nó với lại những chiếc laptop mà các bạn đã biết, ví dụ như là Nitro 5 Tiger để các bạn dễ hình dung hơn về tiếng quạt. Còn bây giờ thì cứ biết nó 50 dB đã, và mình thấy là con số này thì nó cũng hơi là ồn rồi. Và một cái điểm rất là đáng khen dành cho tản nhiệt của Lenovo Legend năm nay đó là phần chiếu nghỉ tay cũng như là khu vực bàn phím khi mà chúng ta chơi game thì nó rất là mát. Khu vực nóng nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm 44 độ, còn các khu vực hay đặt tay thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm là 29 độ đối với các phím mũi tên và 32 độ dành cho phím WAD mà thôi. Thì đây sẽ là một cái mức nhiệt độ rất là thoải mái dành cho những bạn nào mà có nhu cầu try hard game lâu ở trên chiếc laptop này thì vẫn sẽ đem lại chúng ta một cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Cuối cùng, đó là về khả năng nâng cấp. Thì khả năng nâng cấp năm nay nó vẫn sẽ cho chúng ta một cái khả năng nâng cấp y hệt như bản Legend năm ngoái. Đó là chúng ta sẽ có 2 thanh RAM DDR5, 2 SSD M2 NVMe và viên pin thì nó sẽ có một viên pin 80W. Và nếu như chạy các cái bài test thì các anh cũng là các anh pháp sư Trung Hoa luôn. Nói là có thời lượng tầm từ 3 đến 4 tiếng nhưng mà mình không tin lắm. Thế nên là cái kèo mõm này thì anh em sẽ xác nhận lại sau khi mà chúng mình cầm máy trên tay nhá. Và đấy, toàn bộ thông tin về chiếc Lenovo Legend 5 đến đây mình có gom nhặt được, mình có việc sắp lại được của anh bạn của chúng ta thì nó sẽ chỉ có đến thế thôi. Và mình thấy là đa phần những cái thông tin này thì nó cũng mới chỉ ta biết thêm một chút về mức hiệu năng cũng như là tản nhiệt của chiếc máy. Còn lại cụ thể về cảm giác sử dụng hay là về những cái gì nó liên quan đến thời lượng pin thì trong cái video này các anh ấy cũng chưa nói thật sự là kỹ càng. Thế nên chắc chắn khi mà chiếc laptop này về đến Việt Nam, chúng mình sẽ gửi đến các bạn một bài đánh giá review chi tiết hơn cả những người bạn hàng xóm. Hãy đón chờ video đấy, còn video đấy khi nào ra thì mình cũng không biết. Bây giờ thì tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như thấy video này hay, đừng quên like, share, subscribe channel của Laptop AZ. Bây giờ thì bye.